Bắt đầu lại lác đác đi ăn rồi. Phải đi mua nào thuốc nhỏ mắt thôi mà, con sợ quá. Sinh ơi, tí nữa tháo em cái lưới ở ngoài kia mà. Cái lưới bên mưa kia để cho cái máy múc vào, nó múc cái đoạn bờ thấp này lên. Có kim đấy. Còn muốn em chấm trắng qua vợt nhá. Thì tí nữa anh chắc là chiều hoặc là trưa, đầu giờ chiều anh này xuống anh múc cho. Chấm trắng nhá anh em nhá. Nhà hồ mới có trên dưới chục cân thôi. Thoải mái chỗ ngồi cho anh em đánh đen mới đánh chép. Hôm qua nhiều hồ bồi mới chấm trắng nhá anh em nhá. Đen thì nhà này vừa bong một con rồi, cũng có dấu hiệu bắt đầu đi ăn rồi. Đấy là nhà hồ còn không có cá quay đầu đấy nhá. À, chỗ ngồi đánh bổ đen đấy anh em này. Đấy là nhà hồ còn không có chằm chằm quay đầu đâu nhá. Được con nào đi chợ hết con đấy đấy nhá. Cái gì nó đâm vào ấy. Đây, mà thử một xem. Chắc là anh em mà ăn vào. À, đâu. Đây. Ừ. Đấy, này. Đấy là lưỡi anh em là dính vào. Đây này nhiều cái gùng lên này. Đấy là anh em ăn vào rồi. Thấy không? Ừ. Nó ra cái đéo như này. Cái này anh em chắc là nó ăn trượt giật phải, trượt sợ. Không biết. Đây này vẫn còn phải có lưỡi trong mồm này. Đây này. Đấy, này. Bao nhiêu vết luôn, vừa dính vắt ở đây, chỗ này rạch tách cái mồi này. Cái đéo gì kìa? Đéo biết. Đây là con mòn heo nhỉ? Chắc khả năng bị mỏ neo mẹ rồi. Đây này con mòn heo ở trong này. Đấy. Ừ, đây là con mòn heo ở trong mồm. Cứ cạy nó ra xem nào. Con mòn heo bắt đấy là con mòn heo. Bắt làm gì? Đi đâu ai đi ngồi mình nuôi đâu mà bắt. Kinh vậy luôn. Đây là con mỏ heo trong mồm. Ăn hết thịt rồi nhỉ? Đâu, nó ăn mồm đấy. Rồi, cá ba vừa thành công. Một câu Duy Nguyên vẫn cứ tiếp tục báo cá nha anh em nhé. Tôm nó về mà nó đi nhặt làm can nước cháo của con không nhá. Lại con đen 17 cân thì có. Mai đi là hết móm.
Dưa Khắc Hải. Mai đi là hết móm. Củ ngô trước đi. Nớ ngớ ủ ngô mai ra làm con đen 17 cân thì chết chủ hồ. Nó hết giờ, giờ nó đang thu đồ mà. Anh chưa? Thu đây. Đen là chắc chắn rồi. Sợ con đen to ấy. À không phải, đen bé. To nó phải to lắm rồi. Trắng như anh em nhá. Nhau kết thúc này đây. Hả? Thế chả thả luôn còn gì nữa. Ừ. Cô Sinh Nguyên tiếp tục báo cáo anh em nhá. À, cân thủ này vừa bong một con 17 cân nha anh em nhé. Đang dòng gần vào đến vờ rồi thì bong mất. Nhiều hồ đang làm việc, đang dọn vườn, dọn vùng nên là không báo cá đều được. Đây. Cân thủ Việt Jumbo vừa bong một con 17 cân nha anh em nhé. Trời, cam tâm này, cái ổ này nó tâm chép. Kinh khủng khiếp bộ số 1. Tình này hình chuẩn bị rút sục rồi nhá. Ôi ôi ôi. Đi ra. Trời hôm nay đi ra mưa tức khắc. Mình cần thủ à. Ơi. Các bộ tiền mấy này? Xả lại đi không đủ. Thôi nè. Có tiền thẻ cho nó để từ khác. Là đen mới hôm nay đen to đen bé cũng đã đang có dấu hiệu đi ăn rồi nhá anh em nhá. Là anh em nào mà bắt đen mới mấy cả chép mới thì xin mời nhá anh em nhá. Trắng thì tuần này nhau không bồi, anh em bắt trắng cũ thôi. Chị ơi. Ở với tầm xe và tầm đồ thì nhưng mà không vô không phá là phải làm lại đất đấy. Kiểu móm lên cầu. Yeah,
Ui ô, cá bạc vớt thành công rồi anh em nhá. Lướt. Cút cho nó nhanh. Trăng đấy. Một câu xin nghe tiếp tục báo cáo nha anh em nhá. Đề nghị mỗi cầu thủ đánh 1 cân thôi nhá. Cấm đánh 2 cân rồi đấy. Chép à? Cá vừa thành công một em chép rồi anh em nhá. Cầu thủ này vừa bong một em đen này. Này anh em đánh đen đánh chép mới, xin mời nha anh em nhé. Chép mới hôm qua đây và lên được khoảng độ 20 con quay đầu rồi anh em nhé. Đây là lượng chép hôm qua nhà hồ xuống còn rất nhiều. Đen nữa, đen đấy 32 con. Mới xuống. Đấy đen lại trườn này. Hàng đấy anh em ơi, chỗ ngồi rất nhiều. Là anh em nào hôm nay là thiện chí đi câu đâu xin mời ủng hộ nhà hồ anh em nhé. Đấy, chỗ ngồi cực kỳ nhiều. Tối qua được con nào không? Sao thấy thả túi kìa? Tay em không thả nó ra. Không, qua thiết toàn thiết bé mà. Ừ, đây là con bé, toàn con bé. Con thả ba con chui chơi di gan để mà chết một con chơi di gan. Ờ thôi con chơi trắng đấy. Việt ơi ngồi ổ này làm cá thế mà lại chuyển à? Rực rỡ luôn. Vẫn còn heo nha mọi người nhá. Này thực đơn không có gì ăn à chị Minh? Ôi cơm rang. Có cơm chất không? Có câu duyên tiếp lại tục tục báo cá nhá. Ôi giời. Đen nha anh em nhá, đen mới luôn. Ăn hồ đấu luôn đấy nha anh em nhá. Xong. Rồi. Đen mới luôn nhá anh em nhá. Bao nhiêu? 350 mà. Bao 50 là mua vào 60.000 một cân rồi đấy. Ốc to. Nó treo bắt từ nãy. Ai ăn hồ đầu. Mày không bóc ốc này tao đánh cho mày xem. Thôi. Đánh con ốc to tổ bố, cá mới, cá mùa này con cá thê răng.
đi ăn mới nhá anh em nhá. Bắt đầu có hiện tượng đi ăn rồi đây anh em nhá. Con đầu tiên nhá. Quần thủ vừa bắt một con.